Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây câu. Quả đấy hả? Gì vậy? Xong rồi nha em ơi. Ok. Và như vậy thì kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên anh em. Giảm thanh hả? Ui. Giảm thanh mình lấy một cái thôi anh em ơi. Lấy hai cái thừa chẳng để làm gì nhá. Lượng thêm từ máu đây. Ok. Có 5 từ máu rồi các bạn ơi, let's go. Chuẩn bị đi săn mạng thôi nào. Có khi là kẹo mặc cái bộ trang phục màu trắng này nên là cái đỉnh nó dễ nhìn anh em ơi. Sự đã vấn đề có khi là kẹo sẽ phải đổi cái bộ trang phục mới nhá. Ăn đúng nào anh em. Ok. Đã có thêm 100 EP nữa nha. Ngoài này có ai không vợ ơi? Kẹo chưa thấy ai ngoài này cả nên là kẹo sẽ chạy lên phía trên hướng 285 coi. Wow. Không có bạn ai luôn anh em ơi. Tránh người ta. Không biết nhà này có ai không nhỉ? Câu một cái liệu lên cho chắc ăn nhé các bạn nhé. Kiểu này chắc là không có ai đâu mọi người ơi. Ok ok. Kẹo thì hiện tại còn chưa có cho mình được một khẩu súng tiểu liên MP40 đấy cơ. Kiếm khẩu này ngày hôm nay lại còn hơi bị khó nữa cả. Ok ok các bạn ơi. À thằng nào vừa lấy xe chạy vậy? Ghana Free Fire đang bị lỗi tiếng xe đấy hả anh em? Nghe khó chịu thế nhỉ? À đây. À người đấy hả? Ok ok. Đậu xanh người nữa hả? Đâu rồi mây đây? Anh chạy sau lưng chú luôn nhá. Úi giời ôi bom keo các kiểu này. Bom keo các kiểu này. Ui bom keo các kiểu này. Ui bom keo các kiểu này. Đậu xanh này. Lên xe máy hả? Ui lên xe máy này. Ok xong rồi cả hai đứa nhá. Đây cơ mình sẽ phải vào tạm nhà cái đã anh em ơi. Không là bom nổ cái là xanh mộ bây giờ. Ok ok. Ui. Vào nhà nha anh em ơi. Ui. Đấy, vào trong nhà cho nó an toàn nha anh em. Chứ còn là ngu gì mà ở ngoài. Ok. Bây giờ anh em có thể là ra ngoài và lút đồ thoải mái nhá. Không phải ngại gì cả này. Ơ nhưng mà thằng này cũng không có tiểu liên MP40 ơ. What the hell, tiếng xe nghe khó chịu thế nhỉ anh em. Ui, đậu xanh. Ui, mất tiếng xe cả. Lỗi tiếng xe hả anh em ơi? Nghe khó chịu cực kỳ luôn, đậu xanh. Đúng rồi em ơi. Xuống xe em ơi, đúng rồi xuống xe em ơi. Xuống xe em, ok đã xong nhá. Nghe tiếng xe game Free Fire kiểu như là bị lỗi nha em ơi. Nghe nó cứ khó chịu của gì ấy. Mình sẽ lượm thêm bom keo nha các bạn ơi. Đây rồi. Hai quả bom keo này, ok. Thế là bây giờ hiện tại thì kẹo mới chỉ có cho mình đó là 3 quả bom keo mà thôi nha em ơi. Bom keo thì anh em lượm càng nhiều thì càng tốt nhá. Hết rồi nên là thôi các bạn ơi. Let's go. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi săn mạng nào anh em. Mình sẽ chạy lên trên phía cái đầu này coi này. Đang còn 21 người chơi nữa các bạn anh em ơi, đông lắm. Nên là cứ chạy lên trên cái đá nha. Ok mọi người. Ui, let's go này các bạn. Ui, lên nào. Trên này anh em đã thấy ai chưa nhỉ? Kẹo là chưa thấy ai đâu nhá. Trận này thì kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn ơi. Cố top 1 luôn, chơi cho gắt nha mọi người. Đây rồi. Ngoài này không có bạn ai luôn cả. À đây rồi. Úi dồi ôi đây rồi. Úi dồi ôi đây rồi. Úi dồi ôi đây rồi, ok. Như vậy thì kẹo đã có được bạn thứ 5 rồi nha em ơi.
cầm ô ra, à, cầm cái khẩu súng ô ra sấy thì anh em thấy kinh chưa? Quá kinh, quá kinh. Có chả anh em. Ok. Thêm một cái này các bạn ơi, tuyệt vời. Ngoài này có ai không vậy nhỉ? À, một thằng đã lái xe ô tô nha anh em ơi. Xe Lamborghini nhá, ở ngay phía ngoài này các bạn ơi. Chắc là nó vừa xuống xe thì phải anh em ơi. Qua phía đây con nào. Kẹo còn chưa có tiểu liên MP40 đấy cơ. Chào anh người ta anh em. Mình sẽ phải nhanh chóng để kiếm được một cái khẩu súng tiểu liên MP40 cơ đã. Để sấy cho nó gắt các bạn ơi. Wow, không có gì cả. Đậu xanh. Toàn là mấy cái trang bị sida mà thôi các bạn ơi. Có phải này. Và không có cái trang bị nào ngon luôn cơ. Trái người ta máy bay này. Máy bay chuẩn bị thả thính các bạn ơi. Let's go. Và nhiệm vụ của kẹo lúc này hiện tại đó là đang kiếm cho mình một khẩu súng tiểu liên MP40 nha anh em. Không có. À, lấy tạm P90 này. Nhiều đạn sấy còn đã hơn MP40 nhá. Đâu anh em? Đây, còn chưa có MP40 này anh em ơi. Chán của ta. Có bên này coi. Ủa chạy mãi chỉ là kiếm một khẩu súng tiểu liên thôi mà. Có nhất thiết là phải có như vậy không anh em? Qua phía này con nào anh em ơi. Bò này còn to lắm anh em, thoải mái mà tự do di chuyển nhá. Qua phía này con nào anh em ơi. Ui. Không có ai cả. Chán ghê ta hẳn là không có ai cả. Let's go. Mình sẽ chạy qua phía này coi. Ui. Không có tiểu liên MP40 cơ. À đây rồi. Thế rồi kiếm mãi nhá. Kiếm mãi mới có nha anh em ơi, ngon. Và đây thì bây giờ thì kẹo sẽ chạy vào cái vòng bo tiếp theo nhá. Let's go và mình sẽ chạy lên phía AFK nha anh em ơi. 14 người chơi nữa này. Ok ok. Cùng kẹo đi săn mạng nào mọi người. Uầy, phía dưới có lẽ như là kẹo đã thấy được hai thính nhá. Thấy xe rồi nha em ơi, nhưng mà người không biết có ai không. Thôi kệ. Mình sẽ chạy xuống thấp hơn nữa nha. Máy bay lại chuẩn bị thả thính hả? Wow, thính đâu vậy? À đây rồi. Thính ngay trước mặt mình thôi nha em ơi, đây. Đây là kẹo chạy qua thính luôn nhá. Nào nào. Còn lại có 12 thằng nữa thôi nha em ơi. Lại sắp top 1 rồi các bạn ơi, ngon. Ok. Ui. Lại là Uza cơ. Thế ghê rồi anh em. Kẹo lại chạy qua phía này nhá. Ok anh em ơi. À, vòng bo tiếp theo đang thu lại rồi. Chạy qua phía này con nào anh em ơi. Không có ai đến lượm thính cơ à? Wow. Từ từ nha mọi người. Kẹo cũng sẽ chạy xuống phía dưới luôn nha anh em. Thính này là thính gì vậy? Uầy, là thính FPD nha mọi người. Cái chỗ khe hở này kẹo lại không có chạy được. Đậu xanh. Ngay một đứa trong nhà nhá. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Có giỏi con em ơi. Có giỏi ra đây em ơi. Đúng giỏi ra đây em. Có giỏi ra đây em ơi. Ra đây em ơi. Mà chạy à? À thằng này chạy nhanh nhỉ? À? À chạy nhanh nhỉ. Chạy nhanh nhỉ. Ui. Đậu xanh. Đậu xanh chạy nhanh nhỉ. Ui. Bắt đầu nha em. Ui.
Ngay phía trên của tận hai đứa cả. Thì ghê rồi nha mày. Thì ghê rồi các bạn ơi. Kiểu là hiện tại thì game Free Fire đang bị lỗi tiếng xe cơ. Hơi chán hơi chán. Rất ngon nào mọi người. Phía trên này mà. Đậu xanh đi hả? Ui, đậu xanh đi hả? Ui, dựng bom keo cả, ok. Hẳn là dựng bom keo cả. Dựng bom keo cả, ok. Ui, đây hả? Ui, đây hả? Đậu xanh. Đã xong nhé mọi người, thằng này. Mày tưởng dựng bom keo phải ai mà ngon à? Đây rồi các bạn ơi. Chuẩn bị xấy mạng mà thôi nha em ơi. Đang bị lỗi tiếng xe anh em ơi. Tránh người ta. Lỗi tiếng xe này. Tránh người ta anh em. Lỗi tiếng xe này các bạn ơi. Ok. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Đã xong rồi nhá. Vậy là kéo nó có được mạng thứ 8 ở trong cái bản đồ này. Nào anh em ơi. Cố gắng kêu thêm 5 mạng nữa thì kẹo sẽ kiếm được top 1 ở trong cái ván đấu đi nhá. Cố top 1 nha các bạn ơi. Thằng nào lái xe vậy? Xuống xem ơi. Xuống xem ơi. Anh đã bảo rồi mà. Đúng rồi em ơi. Anh đã bảo xuống xe rồi mà. Đây hả? Đậu xanh đây hả? Wow. Mất dấu mất tiêu rồi các bạn ơi. Xế nổ xe nó mà vẫn mất dấu anh em ơi. Xuống dưới và kẹo sẽ lượm thêm một ít đạn xuống trường cái đã. Không tí lại thiếu đạn thì hơi bị buồn. Ơ à, không lượm được thêm nữa anh em ơi. Lượm thêm đạn xuống trường này. Ok let's go. 150 viên đạn xuống trường nha anh em. Chạy hả mày? Ui, chạy hả mày? Mày chạy hả mày? À, mày chạy à? À, mày chạy à? Ngay sau ok các bạn ơi. Ok, ok. Ok, ok các bạn ơi. Ui, ok các bạn ơi. Quấn máu này. Đã xong rồi nhé. Vào đây. Ba thằng nữa các bạn ơi. Kêu ba mạng nữa thì kẹo đã lấy được top 1 rồi nha em ơi. Cố lên nhá. Xem ba thằng của đâu là lấy top 1 thôi các bạn ơi. À đây rồi, à đây rồi, à đây rồi. Ui, à đây rồi nha em ơi. Ui, à đây rồi. Mày chạy à? À mày chạy à? Ghê vậy. Ghê vậy hả em ơi. Mày tưởng mày chạy mà ngon à? Ok ok. Móc lốp nó luôn các bạn ơi. Quay đậu xanh. Nó lên phía trên rồi. What the hell làm gì mà căng. Từ từ bạn ơi. Mình còn máu cái đá bạn ơi. Làm gì mà căng. Ơ kẹo tưởng là nó ở gốc cây phía dưới cơ. Không phải à. Chờ bắt thu thức các bạn ơi. Chờ bắt thu thức các bạn ơi nào. Wow. Gắt quá nhỉ các bạn ơi. Ủa thế nào. À cái xe này bị lỗi thôi anh em ơi. Đậu xe này. Ui. Đậu xe này. Ui. Đậu xe này. Dựng bom keo cả. Ok ok. Anh qua luôn với chú nhá. Đừng tưởng là dựng bom keo mà ngon nha em ơi. Ok ok mọi người ơi. Nào. Mày đi à. Đã xong nha. Ui nữa hả. Nữa hả. Nữa hả đậu xanh. Ok. Bây giờ là còn lại thằng cuối anh em ơi. Thằng cuối ở ngay phía 285 nhá. Đây rồi đậu xanh. Vừa nhảy xuống cả. Để coi. Gắt quá nhỉ các bạn ơi. Hay là vừa nhảy xuống cả. Ok ok. Kẹo đang có mặt ở trong bao rồi nha anh em. Có giỏi xuống đây. Nào. Kẹo đang có là 11 kill rồi các bạn ơi. À đây rồi. À đây rồi. Ui à đây rồi. À đây rồi nha mày. Yes. Nhân giống.
Ui xời ơi anh em ơi, quẩy thế nào? Tuyệt vời. 12 kill cấp 1 nhé, với bộ trang phục đó là Taekwondo nha. Ok các bạn. Yes, 12 kill cấp 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.